Chế độ ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của trẻ nhỏ, để giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí não. Dưới đây là 6 món ăn giàu dinh dưỡng mà trẻ đang lớn nên ăn thường xuyên. 1. Protein nạc. Cá béo, thịt gà, thịt bò và thịt heo nạc là nguồn protein chất lượng cao, cung cấp axit amin cần thiết cho sự phát triển cơ bắp và hệ miễn dịch. Omega 3 cũng giúp tăng cường khả năng tập trung và học hỏi của trẻ. Đồng thời có lợi cho sức khỏe tim mạch. Protein giúp xây dựng cơ thể và duy trì sức khỏe xương khớp. Thịt bò còn chứa nhiều sắt, giúp ngăn ngừa thiếu máu ở trẻ. 2. Sữa và các sản phẩm từ sữa. Sữa, sữa chua và phô mai là nguồn canxi và vitamin D tuyệt vời, hỗ trợ cho sự phát triển của xương và răng. Ngoài ra, chúng còn cung cấp chất béo và protein giúp trẻ có đủ năng lượng để hoạt động và phát triển. 3 rau củ quả tươi. Rau xanh như cải bó xôi, bông cải xanh dầu chất xơ và các vitamin như vitamin A, C, K rất tốt cho hệ tiêu hóa, thị lực và giúp tăng cường sức đề kháng. Trái cây như cam, chuối, táo không chỉ cung cấp vitamin mà còn nhiều khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển toàn diện của trẻ. 4. Ngũ cốc nguyên hạt Ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt và lúa mì nguyên cám cung cấp năng lượng lâu dài. Nhờ vào lượng carbohydrate phức hợp, chúng cũng giàu chất xơ, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và kiểm soát mức đường huyết. 5. Trái cây tươi. Trái cây như là cam, dâu tây, xoài, chuối nguồn cung cấp vitamin C, kali và chất xơ rất tốt cho trẻ. Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch và hấp thụ sắc tốt hơn, trong khi chất xơ hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.